Hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình á. Video này thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái game A Survival. Và ở đây thì mình đã bắt về cái con rắn khổng lồ, cái con Boa Boss đó các bạn. À, cái con Boa Boss mà cuối tập trước nó máu 4.000 tỷ á. Ở bên phía đầm lầy á ha, mình đã bắt đem về rồi. Thì hiện tại bây giờ là mình để nó bên đây nè. Đây mình để nó bên đây nè cho các bạn xem á. Đó, nói chung là cái con boss này nó khá là dễ bắt. Chúng ta chỉ cần lại cho nó ăn cái viên thức ăn boss food thôi thì sẽ bắt được nó, sẽ tìm được nó ha. Đây cái viên boss food rồi, này viên boss food nè. Nó giống như là mấy cái con thuộc hệ Mai TH thôi. Đây mình sẽ cho các bạn xem ha. Đó, 4.000 tỷ máu, ảo vãi chưởng không? Nó nói chung là nó bắt tử rồi, 4.000 tỷ máu là đâu con nào quýnh được đâu. Mình để nó ở xa xa là do chạy lại gần nó có cái tiếng nhạc các bạn, khó chịu quá tèo. Đó các bạn thấy chưa? Không, nó cũng khá là giống với mấy cái con rắn bình thường thôi á, nhưng mà có cái là nó rất là mạnh. Nhưng mà con này nói chung là chả phê xíu nào. Tại vì lại gặt nó, lại gặt cái con này nè. Nó chói mắt quá tèo luôn. Chứ mà nó ổn quá. Ổn quá chữ. Nói chung là mình chả thích. Đâu rồi. Đây đây, ở phía xa này nè. Đây, về em ơi. Đây là cái con bồ kẹp của mình á. Ý trời ơi, con Vigan này nó giết chết ngắt cái con Grim Vivian của mình rồi kìa, vãi tèo vậy. Ôi con Grim kìa, con Grim kìa. Trời, con gồng Grim tàn hình nó xỉu dưới này luôn kìa, vãi tèo vậy. Có vụ gì, có vụ gì. Ở trên đây có một con gồng tàn hình ở trên này nè. Đó, đó đó đó, các bạn thấy chưa, kìa kìa kìa, nó bay kìa. Có vãi tèo vậy. Đây nè, đây nè, đây nè. Mày. Kìa các bạn thấy nó bay không? Đúng rồi. Mình thấy cái con đó mình mới nhớ là à, tập trước là chúng ta còn phát hiện ra cái con cái con bạch tuộc tàng hình đó các bạn. Nó bay ở trên trời á. Rồi để tập này mình sẽ bắt nó luôn ha. Bây giờ mình đem cái con bò cạp này về về nhà cái đó. Mình đem cái con bò cạp Romy này về. Cái con này thì mình đã nâng cấp lên cho nó rồi. Mình nâng cấp nó lên cái con Lightning ha. Nâng cấp nó lên thuộc hệ Lightning. Nè các bạn xem đi. Đẹp không? Nó bắn ra được cái sấm sét nữa. Cái hệ Lightning là bắn ra được sấm sét. Để mình test cho các bạn xem ha. Đó. Các bạn thấy ảo không? Nhưng mà dù sao thì mình vẫn thích mấy cái con hệ Romy này hơn á. Nó đẹp. Nhưng mà nó có thể nâng cấp được nữa. Thì cái con Lightning thì nó bắn ra được cái đó, bắn ra được cái sấm sét kìa nè. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên thêm một cái hệ nữa đi. Đây mình chuyển qua cái hệ này thử ha. Ở đây mình còn nè. Rồi, mình chuyển qua cái hệ này thử cho các bạn xem ha. Coi cái con bộ cạp này nó sẽ có thuộc chiêu gì. Đó. Và nhìn thấy đẹp ghê không? Cái bản game này nói chung là mấy cái mod nhìn phê quá trời phê luôn. Đặc biệt là cái mod Pandora. Nhưng mà hôm qua là lúc mà mình chơi Dead by Daylight á, có cái em phát với mà cái em gì đó nói là trong cái bản mod Pandora này nó có thêm cái gì nè, cái con mod mà ông Phật Phật giạt tay á bạn. Nghe thấy là ngầu á. Nhưng mà cái con mod Phật giạt tay đó thôi mình không biết là tìm ở đâu nữa. Mình chưa biết tên gì nữa. Để lát nữa chúng ta đi khám phá thử là nó như thế nào. Màu đỏ nhìn gầu ghê quá. Thì ra nó kẹp mình. Trời, các bạn thấy màu đỏ ngầu ghê không? Để gắn cái yên lên. Đó.
Rồi mình test thử ha. Ôi, cái con này nó phun lửa ha bạn. Nè, con này thì nó phun lửa ha. Ghê chưa? À. Ngầu vãi chưởng. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn thích là cái chiêu phun điện hồi nãy hơn. Nhưng mà thôi đi, không nâng cấp nữa đâu ha. Đấy. Thì nữa chúng ta bắt thêm con nữa đi rồi chúng ta nâng cấp và nâng cấp lại cái con màu vàng. Ờ để coi mình sẽ đi cái con nào để đi khám phá đây. Đúng rồi, cái con xoay xoay. Mình sẽ cưỡi cái con xoay xoay á. Đây. Mình thích đi con này. Đi bộ ơi, biến hình. Đó. Lăn. Con này đi nhanh vãi chưởng. Qua tới bên này nó phải lót mát. Qua đây nó lót mát nó hơi bị lắc ha. Rồi mình sẽ giảm xuống cái đồ họa xuống 2 thôi. Rồi bỏ cái chỗ này, bỏ cái đồ chói nó đi. Đấy. Cho nó bớt lắc. Ở đây nào. Cho nó lót mát chút. Ôi, cái bản game này đúng là nó lắc quá trời lắc các bạn ơi, do là cái mát này nó quá trời rộng á. Trời ơi, một con gì nè, đa gông ghét. Này con đa gông ghét nó chết ngắt rồi nè. Nhưng mà để cái đồ họa 2 nhìn nó xấu quá ha. Thôi, kệ đi. Chấp nhận bị văng đi các bạn ơi, nhưng mà nó đẹp mình cũng chịu nữa. Nhìn cái đồ họa 2 này xấu quá. Chỉnh lên epic kia cho nó đẹp. Đi nào. Ở đó có một con Rim kìa. Một con Viven Rim. Rồi, mình bắn nó xỉu rồi. Đi nào. Để mình nhớ coi. Thằng người đá. Cái con bạch tuộc tàng hình là nó ở ở trên cái khu này. Nó ở trên khu này các bạn. Nó báo cái này là nó báo con nhện hôm qua chúng ta tem nè. Đây, cái con nhện hôm qua chúng ta tem nè. Đó. Lại mấy con này nó có mấy cái tiếng nhạc thì mình nhìn ghét thiệt chứ. Các bạn thấy không, nhìn ghét vãi chưởng luôn. Có cái tiếng nhạc ồn muốn chết đi được. Bây giờ bên kia, bên đây có một cái con khủng long, con bạo chúa hệ tét. Không, cái con này thuộc hệ Romiriran thấy các bạn. Xỉu không? Xỉu, hên quá. Cái gì vậy? Oh my god. Ê, trời ơi các bạn xem con gì nè. Con Riffin. Trời ơi, đẹp chứ gì. Con tét Riffin các bạn ơi. 1 tỷ máu. Thấy ghê chưa? Ngầu ghê luôn, được rồi, phan. Cái con rồ mi này thì ở nhà mình có rồi đúng không? Ở nhà mình có rồi, nhưng mà thôi mình bắt nó luôn đi ha. Bắt cái con này luôn đi. Con này cũng dễ bắt. Chỉ cần cho nó ăn cái viên rồ mi thuốc là được. Đó. Đấy. Rồi tạm thời cho đứng đó đi ha, mình sẽ qua mình bắt cái con kia. Ui dồi, thấy ghê không? Con tech Riffin. Ở chỗ này là cái khu vực Riffin nó sinh sống các bạn. Thế là xuất hiện ra cái con này. Phê chứ gì. Gọi nó bự kìa, ít xịu nó bự chứ. Con này thì mình nghĩ là chắc là thuộc hệ boss. Mấy con thường khủng khủng như là nó sẽ ăn mấy cái này nè. Ăn mấy cái viên này. Dĩ bộ. Cạp. Chán sống à.
Thôi được rồi, thôi được rồi, được rồi. Để cho cái con viết tình đó nó đáp trước mình trả lời đúng thức ăn đó hả? Nó đáp trước rồi. Cái gì bot food rồi, đây. Chắc là cũng giống như đúc thức ăn cho cái con kia thôi. Đáp xuống em. Ây cha, nó không ăn viên này các bạn ơi, nó không ăn viên này rồi. Như vậy là chắc nó ăn mấy cái viên bình thường được quá. Đào rồng thú. Ồ, nó không ăn đào rồng thú luôn các bạn ơi. Đó. Nó ăn cái viên màu hồng nè. Ngon. Trời ơi các bạn nhìn nó khủng kìa. Wow. Trời ơi. Ngầu ghê vậy các bạn, xem cái nó giống như là tàn hình vậy đó ha. Đúng là cái bản game này mấy boss nó quá trời mạnh đi ơi, nó mạnh kinh khủng luôn. Nè, có nhiêu đâu? Có 1 tỷ máu à. Bây giờ máu là mấy trong này nó tính tỷ tỷ không à. Ôi, các bạn xem hiệu ứng của nó phát quang ra ghê hồn thật chứ. Mình test thử tuyệt chiêu rồi. Đây nó có tuyệt chiêu xoay xoay vậy nè. Thấy các bạn thấy không? Rồi chúng ta bắt được cái con boss này thì sau này mình sẽ đi khám phá bằng con này đi ha, cho nó nhanh. Nhưng mà không biết là cái con Phật dạng tay nó nằm ở đâu nữa. Về em ơi, đi về, đi về, đi về. Mình lôi con này với con hơn. Cái con nhìn nhờ boss mình về. Âm 2 tỷ máu. Mấy mấy con boss này đúng là quá ngầu, quá khủng rồi. Có nên mang con nhìn nhện này về không anh? Con nhìn nhện này ồn quá không? Thôi mang nó về luôn đi. Về. À, cái con rồng tàng hình nè, các bạn thấy con rồng tàng hình không? Trời ơi, nó bay kìa. Ít xịu chứ. Mình cho cái con nhện nhện đó ở dưới thung lũng đó nó chơi đi các bạn, để đem về ổn lắm. Đây ở đây có con rồng tàng hình nè. Con rồng tàng hình gì cái con mày dám lại đây cắn anh. Metro, con rồng gâu câu sắp mặt. Con đó nhà mình có con rồi. Ở đây thêm con nữa nè. Ôi vãi tèo gì. Ở trên đây có con nữa nè. Nhưng mà các bạn nhớ không? Cái khu vực thung lũng đó nè, hôm ở cái tập trước đó, chúng ta phát hiện ra con bạch tuộc. Con bạch tuộc tàng hình nó bơi, nó bơi bơi trên này nè. Mình nghĩ là khu vực ở trên đây là khu vực của mấy con tàng hình nó sống á. Mất tiêu rồi ta. Tấn công mình, tấn công, tấn công, dám tấn công mình luôn. Rồi cái con say say hồi nãy của mình nó mất tiêu rồi. Giờ mà thấy ghê không? Tăng tốc độ cho con chim này đi ha. Nó bay quá đã luôn ơi, nó bay siêu phê luôn á. Không, à, mình có thể là chở về nhà được rồi nè. Nhưng mà thôi đi chở về nhà làm gì nữa. Mình đi bắt tiếp chứ.
lắc qua cái map này lắc quá trời lắc rồi. Lắc vãi chưởng luôn các bạn ơi. Đi nào. Mình kiếm lên cái con bạch tuộc tàng hình. Nó bay cao về trên này với gì. Nói chung là con bạch tuộc tàng hình này rất là khó kiếm á. À đây kìa, đây kìa, đây kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Đây kìa, 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 các bạn thấy không? Kìa nó bay trên trời kìa. Chết. Đâu rồi? Kìa, 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 nó kìa, nó kìa. Trời ơi, các bạn thấy không? Mình nhớ tập trước là nó gần gần. Nó gần gần cái khu này mà. Xỉu. Trời ơi, nó không xỉu các bạn ơi, vãi tèo. Ôi, cái game này đúng là mát ảo. Ây da. Nó ăn quả súng thần kỳ của mình rồi, nhưng mà nó vẫn không xỉu. Mình sẽ cho nó ăn pho tem. Mình muốn bắt cái con này về. Mày hả bữa chạy đâu? Nó có tiêu rồi đó. Rồi. Rồi, văng ra khỏi game nữa rồi. Rồi, lỗi luôn, vãi tèo. Trời ơi, cái game này xàm với gì? Nữa này, văng ra khỏi game nữa rồi các bạn ơi. Lao. Wow.